Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên YouTube của mình. Thì hôm nay mình với bạn CB300 cùng với vợ của mình sẽ xuất phát từ thị trấn Mai Châu đi Tà Xùa, sống lưng khủng long thôi các bạn. Đoạn đường thì nó cũng không có quá dài, mình xuất phát tầm khoảng 5 giờ sáng để lên sống lưng khủng long. Thì mình sẽ gửi đồ khách sạn ở thị trấn Tà Xùa, sau đó mình sẽ chạy lên sống lưng khủng long chơi ha các bạn. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ ở lại Tà Xùa, sáng ngày mai mình sẽ xuất phát đi tiếp. Mỗi buổi sáng thì mình thường nổ máy xe một chút xíu rồi mình mới bắt đầu chạy ha các bạn. Bữa nay là hành trình ngày thứ tư, 7 tây tháng 2 năm 2022. Xuất phát rồi thị trấn Mai Châu lúc 5 giờ 43 phút ha các bạn. Ngày nào cũng vậy thì mình cũng set up cái trip một nó về không hết á, để mình tính cái km từ cái điểm mình đi cho tới cái điểm mình đến là bao nhiêu. Mỗi một ngày thì có các bạn, có thể là xem clip của mình và vạch ra được cái lộ trình chính xác cho các bạn khi mà đi tour xuyên Việt. Hiện tại thì ngoài trời nhiệt độ là tầm khoảng 15 độ C. Tết năm nay mình đi với các bạn thì nó lùi cái lịch về cái thời điểm mà đi xuyên Việt của năm rồi một chút xíu, thành ra là mình nghĩ nó đã qua cái mùa mưa rồi, bây giờ thì nó chỉ có lạnh thôi. Tại vì năm rồi giờ này hình như là mình đã đi xuyên Việt về rồi các bạn. Thời tiết cũng khá là ủng hộ. Mình nghĩ là qua khỏi thị trấn Mai Châu thì sẽ có một tí sương mù nhẹ ở trên đường đi lên, đi ngang qua Mộc Châu. Bây giờ mình đi 5 giờ mấy xuất phát rồi, tí xíu nữa tới ngay chỗ chữ S Mộc Châu các bạn thì sẽ có ánh sáng chút xíu, mình sẽ chụp hình ở đó chút in. Cung đường chữ S. Mình vừa chạy ra quốc lộ 6 rồi các bạn. Đây là một cái tuyến quốc lộ rất là lớn để đi ngang được thị trấn Mộc Châu. Ở đằng sau lưng của mình đó là đèo Đá Trắng đó các bạn. Thay vì đi cái cung hướng bên Ngọc Lạc chạy lên đó, thì bên Thanh Hóa chạy qua đó thì mình sẽ đi ngang đèo Đá Trắng. Còn ở đây là mình đâm từ ở quốc lộ 15 đường Hồ Chí Minh, mình chạy thẳng qua cái hướng ở đây luôn thì không có qua đèo Đá Trắng. Đi vào buổi tối như thế này thì ít xe đi ngược chiều, cho nên là mình có thể là mở cái đèn chờ sáng lên, chấp nhận là cái bình ắc quy của mình về chắc nó sẽ bị hư, nhưng mà vẫn phải xài thôi, tại vì cái đèn chợ sáng của mình nó ăn điện rất là nhiều các bạn, nhưng mà được cái là nó sáng. Bữa nay đi thì thời tiết cũng khá là ủng hộ các bạn, không có sương mù. Bây giờ là 5 giờ 51 phút rồi. Còn 14,5 độ các bạn. Hiện tại mình lên đèo các bạn và sương mù nó rất là dày. Nhưng mà chúng ta có thể là nhìn cái tim đường á, nó có cái miếng phản quang. Rồi mới vừa nói luôn, hết cái miếng phản quang rồi. Bây giờ chỉ có nhìn cái tim đường giữa màu trắng để chạy thôi các bạn. Với cái tầm nhìn tầm khoảng 5 mét phía trước. Để tắt thử rồi. Ôi mẹ ơi, không có đèn chợ sáng là coi như là mù mịt luôn. Của mình nó có một cái len vàng, thành ra là soi thì nó vẫn thấy được cái tim đường. Còn đèn màu trắng là soi lên là không có thấy gì hết á. Rồi bên đây lại có tim đường nữa các bạn. Chỗ nào mà có cua là sẽ có cái tim đường phản quang.
còn lại. Kết hợp giữa cái tim đường với lại cái mấy cái cây cột phát quang ở ven đường nữa các bạn, để có thể là chạy được ổn ổn chút xíu. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời còn 12,5 độ các bạn, và sương mù vẫn rất là dày. Mình phải di chuyển với tốc độ 60 km/h. Có những đoạn thì xuống còn có 20 thôi các bạn. Bây giờ là 6 giờ, nó hơi có ánh sáng chút xíu nên nó cũng đỡ đỡ. Đấy, cái xe máy không thấy đường chạy luôn, phải ngừng ở bên đường luôn các bạn. Trời lú lú lên ha, có ánh sáng rồi. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 11 độ ha các bạn. Bây giờ là 6 giờ 16 phút. Như các bạn quan sát trong video clip thì cũng thấy được là đã có ánh sáng rồi ha. Rồi, và mình đã qua được hết khúc sương mù rồi các bạn. Tà xua săn mây chắc là bội thu quá các bạn. Ở phía trước mình bây giờ là mây, nó nói đã đậu luôn kìa, mà nó không có gọi là sương mù nhiều nha. Đấy, bữa nay mình vô là chắc biển mây luôn á. Ở xung quanh đây là thị trấn Phong Châu các bạn. Đây, gần lại có chụp hình gì chụp nè. Chụp cái cảnh này à, đây dừng lại nha, em nhìn tâm đích á, dừng lại ở đây chút chút, đây, bị khuất mấy cây rồi đúng ha, nhưng mà chụp chắc được. Wow, nguyên một biển mây luôn kìa. Ừ, đẹp ghê. Đó, mây nó chảy rồi. Cái này mà đừng có cái cây, mấy cây này là chụp lấy cái cảnh đầu ngưỡng này. Mộc Châu đón chào quý khách. Có cái bảng báo Mộc Châu các bạn. Đặc sản cá hồi, cá tầm đà Mộc Châu. Có nguyên một cái quán làm quá đẹp luôn. Ồ, ở đây nè, view ở đây mới ngon nè. Đây nè, ở đây trống nè. Đây. Đó. Yeah. Để số 1 nha, để nó cho xe.
Mình đi ngang qua một cái cây cầu bằng gỗ bạn, xuống xe mình đi vô quay cho các bạn xem thử. Cầu này là bằng tre. Ồ, người ta lấy tre người ta bện lại thành cầu á các bạn. Rồi không biết cái này cho đi không nữa. Cũng nó đang đi, nó mục nó rớt xuống một cái thì thôi. Wow, này chắc xe chạy được. Tre này nó dẻo dai. Ở dưới này đang bằng tre không luôn. Ủa, rồi không có dây bện hay gì hết ta. Ủa, phải ở giữa, ở dưới này nó phải có cái dây nó bện lại chứ. Đang toàn bằng tre không trời. Ồ, nhìn ghê thiệt á chứ. Không dám ra mà giữa luôn á. Mà giữa này mỏng lắm nè. Ờ, người ta cứ đan tre các bạn, đan qua đan lại quan lại. Rồi ở dưới người ta lót cái cây. Người ta lót cái cây tre ở cái lớp dưới. Ủa, hình như cái này là cầu người ta bỏ rồi hay sao quá ta. Hình như là không có đi nữa, đi cái cầu bê tông bên kia kìa. Hình như bỏ rồi á. Ở đây là mấy cầu bê tông bển rồi. Mấy người ta đi mình bển ta nhìn. Đục má mấy đứa này nó gan vãi. Cầu nó bỏ nó mục rồi mình dám đứng. Đục, tưởng rớt dưới chứ. Cầu này ta đi ghê ha. Nó không có cái dây chằng ở mấy dưới. Mà lót tre không á. Lót tre mà thành nguyên cái cầu luôn, ghê thiệt chứ. Đục, đổ nước ra được luôn nha. Làm thêm hai cái L nữa, cái gắn đèn xi nhan vô dưới. Hay quá. Cắt ra xong đóng EG vô khoan cái lỗ. Hồi lâu cái bản số anh nó gãy, ông Hải ông cũng gắn cái bát L đó đó. Trời nắng ráo lên rồi hả các bạn. Bây giờ là 7:55, bây giờ mình đứng ở trên cái cây cầu gỗ cũng hơi lâu. Nghỉ ngơi, nghỉ mệt chút xíu. Sau cái chặng hành trình tương đối là dài. Năm nay đi thì thời tiết nó tốt hơn so với lại 4 năm vừa rồi. Tới cái đường mà quẹo vô thị trấn Bắc Yên rồi các bạn. Tức là Tà Xùa đó, sông lưng Phúc Long. Để mình coi coi đường này quốc lộ 37 các bạn. Đường này
khá là xấu. Trong các cái video clip mà đi xuyên Việt mình mà có chạy lên Đà Sùa, Sóc Trăng, Vĩnh Long này á, thì mình đi đoạn này toàn là ban đêm không à, không có đi ban ngày. Chỉ có hôm nay á, là mình đi được ban ngày thế này, mình quay cho các bạn xem về cái đường vô Đà Sùa thôi. Tí xíu nữa mình sẽ chạy lên tới trên cảnh luôn và mình quay cho các bạn xem ha. Bao nhiêu một hộp chị? 50.000 hộp ạ. 50 ngàn hộp. Lựa cho em hộp nào 99 ăn liền đi. Chị lấy mấy hộp ạ? Một hộp. Ủa rau cây, cây đó mình bán nhiều chậu. Cây 15.000 ạ. Hả? Cây 15.000 ạ. 15.000. Ở đây là, ở đây mùi dâu các bạn. Đi ngang qua mấy cánh đồng dâu đã ghê. Lúc nãy các bạn thì mình thấy một vài chỗ bán dâu ngoài kia kìa, thì mình mới chợt nghĩ ra là không biết là dâu xịn hay là dâu pha ke. Ví dụ như trên Đà Lạt của mình đó là nhiều chỗ bán dâu pha ke đó các bạn, dâu nhập từ bên Trung Quốc đó, mà trong khi Đà Lạt là một cái chỗ mà trồng dâu rất là lớn mà cung cấp ra thị trường không có đủ á, thành ra là ăn dâu trên Đà Lạt mình thấy không có được yên tâm. Chỉ có ví dụ như các bạn đi vô vườn dâu á, mình tự tay mình hái á, nhưng mà xui cái á là buổi sáng người ta đã xịt thuốc rồi. Cái này là cái tiết lộ của một vài người quen của mình, thành ra người ta kêu là nếu như mà có vô vườn dâu á thì vô những cái vườn mà gọi là trồng dâu sạch á thì ok, nhà kính á, còn mình ở ngoài đồng á thì không nên hái ăn trực tiếp ở ngoài như vậy. Thì ở đây á, mình đi ngang qua mấy cái cánh đồng mà trồng dâu hiện tại trên đường đi vô Tà Sùa nè, thì mình thấy là người ta có trồng thiệt, vậy á, mới có dâu sập để người ta bán. Mình không có lo về cái vấn đề là dâu Trung Quốc, thật sự dâu Trung Quốc thì nó vẫn là dâu thôi, nhưng mà đã được tẩm ớt thêm gia vị á, cho nên ăn nó không có được tốt cho sức khỏe. Để một cái hộp dâu á, mà các bạn biết không, ngoài nắng á, cả ngày trời luôn, nó không hư nha. Mà dâu mà các bạn thử đi, mua các bạn để ở ngoài, ở nhà các bạn ăn á, mà dâu xịn nha. Mà để ở ngoài từ sáng tới chiều thôi là các bạn thấy cái dâu nó cũng hư rồi. Mà dâu ở đây á, người ta để ngoài nắng, ngoài mưa luôn, người ta bán, mà nó không hư. Nhìn nó tươi mà nó đẹp, giá mang. Đây là lần đầu tiên mình đi đoạn này ban ngày. Và cũng trong cái mùa này á, thì đi qua nhiều địa phương sẽ có nhiều cái đặc sản riêng của từng vùng. Ví dụ như hôm qua mình đi ngang qua một cái chỗ người ta bán trái cam đó các bạn. Trời ơi, nhìn mê lắm mà không có mua được. Thì bữa nay là chạy tới Bắc Yên này thì mới thấy là có bán dâu. Dâu này á, thì làm cái gì ăn đúng không? Mình sẽ mua đường nè, rồi muối với lại ớt lắc, làm dâu lắc ăn rất là ok. Nguyên một cái thung lũng ở dưới là nguyên một cái thung lũng ở dưới là sương mù với mây á các bạn. Ủa này là cái gì mà người ta làm cái hàng rào vĩ đại quá ta, giống như trong công viên chỉ ra. Ồ mây các bạn, đẹp không, đẹp không nè, nguyên cái thung lũng ở dưới là mây nó bao phủ luôn, đó là mây ở dưới đỉnh núi. Hay nước
không? Nếu mà nó ở ngoài kia là may, còn nếu mà nó làm cho mình không thấy đường chạy thì nó là sương mù, hiểu không? Có xe ngược chiều nha. Dạ. Cho em mấy phút. Sao anh? Các bạn đừng có thắc mắc tại sao vợ mình lại xách nặng mà mình không xách. Bởi vì trước khi đi thì cái tay bên tay phải của mình nó đã bị rộng hơn. Bây giờ cầm cái nón bảo hiểm còn không nổi nữa. Vậy là các bạn lại có thêm một thắc mắc nữa là cầm nón bảo hiểm nổi sao chạy xe xa được vậy, đúng không? Cái này gọi là sức chịu đựng đó các bạn. Đấy. Còn cái tay bên tay trái bây giờ bắt yên nắp rồi, thành ra là yếu, không có sức nặng được nhiều. Đấy, mình bị tổn thương tùm lum hết, nhưng mà mình vẫn có thể là đi được một cái chặng hành trình
dài như thế này. Phòng ốc thì cũng tương đối là ok, sạch sẽ, thoải mái. Nói chung mà đã lên sống lưng khủng long thì chắc chắn phải ở chỗ này. Bao tay nhà bán các bạn. Bao tay này thì đáng lẽ là nó có cái loại mà cục ba ngón á, thì đeo nó dễ bấm điện thoại hơn. Trong đợt này mình cũng ý y bao tay nhà người ta bán, cho nên là mình không có đem bao tay nhà bán. Đây nè. Đó, đeo nó bực mình lắm. Nó chạy xe nó không có được thoải mái cho lắm. Còn bao tay nhà bán thì bao tay đeo nó thích hơn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đeo bao tay vô đó, nó có cái độ bám á, nắm cản xe đầu nghe nó cũng ngon hơn. Tại vì đi trời lạnh á, cái da tay mình nó bị giống như được gọi là gì ta? Nó gọi là nó bị chai cứng á, bị phỏng lạnh. Thành ra là cầm vô những cái vật gì cứng cứng là nó bị đau. Mình bỏ hùng tóp ở khách sạn các bạn, đi hai cái hùng thông hai bên. Bây giờ mình sẽ đi lên sống lưng khủng long ha. Thì ở đây nè, ở trong thị trấn nó sẽ có một cái con đường, và đây là cái con đường đó. Cây thì Google Maps nó để là chạy tầm khoảng cỡ một tiếng là mới vô tới. Đối với những cái con đường mà nó xấu á, thì thường Google Maps nó để thời gian rất là chính xác, không phải là tự nhiên mà đi 25 cây mất một tiếng đâu các bạn, tại vì nó xấu quá, chạy có hai mấy ba chục km giờ thôi cho nên nó lâu. Ở trên núi này thì nó có sương mù dày đặc luôn, cũng hơi khó chịu chút xíu. Dốc rất là cao các bạn. Mấy cái năm trước mình đi mình nhớ cái con đường này nó đâu có cao dữ gì mà hôm nay nó cao ghê vậy, không biết không lẽ mỗi ngày mỗi năm núi nó cao thêm miếng thôi mà. Nghe hơi cấu đúng không? Quẹo lên nha, quẹo mãi lên nha. Thì lâu cho xe hơi đi lên thôi. Xe tải đi đường khác, đường đó không cho. Đường lên Tà Xùa khá là xấu các bạn. Đây, đường đá luôn nè, thấy không? Sương mù nữa. Mù rất là dày, đường thì hơi bị trơn luôn. Mình chỉ đi được số 1 thôi các bạn. Chuyển qua chế độ off-road. Tới đường đất luôn rồi nè các bạn ơi. Lên dốc mà đường đất nó chạy từ từ thôi nha. Có gì anh nhờ trợ giúp. Hồi đó đi lên Tà Xùa đi CB300 là bị hết lòng rồi. Cũng đường đất vậy nè. Cái gì cũng sợ mà dốc á, mà có đất nó cũng trơn á, ghê lắm. Ây da, trơn mà là sương mù nữa thì không có ai thấy hết. Mấy cái xe mà đi ngược chiều lại mình đó, họ cũng không có thấy được mình nữa qua mấy cái góc cua đó. Rồi đường trơn nữa nè, ai cũng trơn hết. Nói gì chắc các bạn cũng hiểu rồi ha. Cho nên là đi lên mấy cái vùng này thì cảm giác nó rất là sợ. Rồi, nguyên một biển mây luôn các bạn. Công sức của mình đã được đền bù xứng đáng.
bạn ơi. Hồi nãy là cái đoạn đó là sương mù rồi mưa quá trời. Ôi ôi, lần đầu tiên luôn thấy một cái biển sương. Nè trên này có cái chỗ dừng nè em. Rồi rồi, chạy qua luôn, qua luôn, qua luôn. Ok. Wow, nguyên một biển mây luôn. Đẹp ghê. Che cái đỉnh núi à, lộ lộ lên miếng luôn kìa. À, các bạn đang xem clip mình á, các bạn cũng được rất là may mắn luôn, bởi vì cùng với mình thấy được cái cảnh mà không phải là ai đi tà xùa cũng có thể thấy được. Có những người ở ngoài Bắc luôn đi 4-5 lần chưa bao giờ là thấy được cái cảnh mây nó bay như thế này. Đó là nhiều bạn ở ngoài Bắc cũng có nói với mình đó. Trời ơi đẹp ghê. Mà trong khi mình ở miền Nam ra, hình như là lần này là thứ 6 thì lần nào cũng có thể săn được mây hết. Các bạn thấy may mắn không? Đó, nó đang bay kìa. Ôi ơi, ta nói dứt nắp các bạn ơi. Mới nhấc nắp thôi là đậu không quá xe nó xuống rồi. Trời ơi trời, xe hơi mà xuống ác thiệt luôn á. Xuống chừa chừa đường cho nó lên. Trời ơi, tim nó đập mạnh luôn á. Mình phải qua được cái đường chấm chấm trước khi xe bãi nó qua cái cua này. Đây, chỗ này đây. Tới trong nó luôn á mà nó lấy vô sát mí luôn trời. Đường đẹp quá các bạn ơi, mà mình quay ở trong clip chắc cũng không có lột tả hết được cái vẻ đẹp của cái cảnh ngày hôm nay mình đi đâu. Các bạn thấy sao về cái cảnh này? Tuyệt vời đúng không? Đứng đây là đã săn mây được rồi, không cần phải vô tới trong kia đâu các bạn. Đẹp ghê chưa, nhìn được ruộng bậc thang ở dưới luôn. Trời, nguyên biển mây luôn kìa. Hôm nay thu hoạch được tốt ha. Bữa nay thu hoạch được tốt rồi. Ở cái chỗ mình đang đứng là thị trấn Tà Xùa các bạn. Nếu như mà các bạn không có mướn phòng ở dưới thị trấn Bắc Yên á, thì các bạn lên trên Tà Xùa này các bạn mướn. Nó sẽ có rất là nhiều cái điểm cho các bạn mướn, ví dụ như cái homestay ở trong kia chẳng hạn. Thì các bạn thấy không, cái view á, phải nói là cực kỳ nét luôn. Nghĩ mở cửa sổ ra cái nhìn xuống thấy mây không. Trời ơi, tụi nó đã gì đâu. Hoặc là ví dụ như có thể là bắt cái ghế ra ngoài hiên, ngồi nhâm nhi ly trà hay ly cà phê gì đó cùng người yêu. Đẹp quá, xuất sắc. Hôm tây các bạn, trời người ta mở quá trời luôn nè. Hồi 1-2 năm trước mình đi thì nó không có được sơn tụ giống như bây giờ. Hèn chi mình thấy ở trong Bắc Yên nó vắng hơn ở trong này. Ở trong này giờ người ta mở hôm tây quá trời luôn rồi. Đây nè, đây là một cái hôm tây nữa nè. Đó. Đẹp đẹp không hả các bạn? Đường vào giống như cái đường ma rừng lữ quán ngày xưa á, nhưng mà đỡ hơn ma rừng lữ quán. Ma rừng lữ quán khó đi hơn. Bây giờ thì ma rừng lữ quán ở Đà Lạt người ta làm đường nhựa đẹp rồi.
vô tới đây thì trời nắng nó không có sương mù các bạn, dễ chạy. À đây có đổ bê tông nè, cái đoạn này có đổ một khúc bê tông. Ở dưới kia cũng có, cũng có đổ bê tông rồi. Còn thua cái chị mà ở trên đó đang chạy nữa bạn. Thấy chị chạy ghê không? Trời ơi, cái quần que chị đây. Chị tưởng đâu kia chạy chậm khóc luôn. Thấy xe trước nhúng ghê không bạn? Tiger 900 của mình á, bản rally nó sẽ rất là phù hợp với những cái cung đường mà nó xấu xấu như thế này. Cặp mâm rồi phuộc của nó cũng được thiết kế để dành đi những cái đường tương đối là gồ ghề. Nó êm lắm bạn, ngồi chả nghe cái gì hết á. Chỉ có cái là nó bự cồng kềnh đó, mình đi vô những cái đường này nó hơi khó khăn thôi. Chứ mà ngoài ra mà đi đường xấu thì ok, không có sao hết á. Đây là ví dụ như các bạn thấy không, đường mắc mô nè. Thì mình đi nó nhúng ở dưới mà, còn xe phần trên đó im ru không có gì hết. Đó, mỗi lần mà xe hơi nó chạy qua thì hơi bất tiện, hơi khó khăn chút xíu. Rồi đường đá nè các bạn thấy không, mình nói nè, cái giọng của mình nè các bạn để ý cái giọng nói của mình đi, nó không có bị rung rung đúng không, thì tức là cái xe nó êm. Những cái xe nào mà mình chạy á, mình nói chuyện mà nó không có bị rung tiếng á trong cái quá trình mình chạy như thế này á thì là nó êm. Cái chiếc CB500F ngày xưa mình đi á nó cũng rất là êm nha, mặc dù á, nó là dòng Sinap. Nhưng mà đi những con đường mà dần dần thế này nói chuyện nó vẫn không bị rung tiếng, phuộc nó rất là êm. Các bạn chơi cái xe đó là phuộc ống lồng, không có đẳng cấp bằng những cái dòng phuộc upside down. Nhưng thật sự nếu như mà 500F đời sau này nó đi phuộc upside down thì nó sẽ không còn được êm giống vậy nữa. Bù lại thì các bạn chạy tốc độ cao thì xe nó sẽ đậm hơn, vững hơn khi mà mình thắng gấp á. Ây da, nó đi xe hơi các bạn mà có nhiêu ga đóng hết luôn, ác không, chạy không có nhường gì hết. Mà có những quán tài xế người ta chạy rất là cẩn thận. À đây chỉ là mây thôi, có gì hết. Nữ luôn á, không nữ đi tự đi lên đây chơi luôn, chơi thiệt. À, rốt cục thì mình cũng đã tới được sống lưng khủng long rồi các bạn. Ủa, 11 giờ. Nghe giọng chị này nói là rất là quen thuộc luôn các bạn. Bạn nào mà xem clip của mình năm rồi, năm kia, có bạn nói cái giọng giống như là Harry Won. Con đường ở dưới sống lưng khủng long các bạn. Bây giờ thì sương mù nó bao hơi dày chút xíu. Này ở thêm khoảng 1-2 tiếng nữa nó bắt đầu nó tan ra bớt ấy, thì mình sẽ thấy được nguyên con đường. Còn mình đứng ở phía trên đây chụp hình xuống á, thì coi như là cũng săn mây thành công rồi. Còn thì với tôi không ăn uống được gì hết, ốm các bạn. Ở đây tôi ăn vậy không?
Có phải đem theo cần thử. Là. Được luôn lúa em giữ luôn giòn ghê. Mình đang chờ bạn CB300 vô các bạn. Chắc là gần 26 mình chạy chậm. Hai chụp hình đó. Và cuối cùng thì bạn CB300 cũng đã hạ cánh an toàn rồi các bạn. Ủa sao lâu vậy? Ôi, sao lâu vậy? Sao lâu vậy? Hồi lúc nãy thì mình mua được một hộp dâu các bạn. Trời mà ăn công nhận nha, nó ngọt bà cố luôn. À, dâu này là dâu không có thuốc, mà không biết là có thuốc hay không. Thôi các bạn chạy từ bên Mộc Châu ra. Chạy ở bên Mai Châu qua. Rất là ngọt các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chạy xuống dưới sông Lưỡi Khủng Long các bạn.
đứt chấm luôn các bạn. Chạy anh xe ôm anh chở hết gà hết số chạy xuống đây. Đường khá là xấu và khó đi. Ê, cái đoạn này đi bộ nó còn đi không được nè. Còn khoảng cỡ 100m nữa thôi là ra được tới cái điểm cuối. Hồi đó thì đi xe đồ ra được ngoài này luôn. Nhưng mà bây giờ cái độ dốc của nó mấy năm nay mưa rồi đó, nó xói mòn quá. Thành ra nếu mà chạy xe ra đây thì chạy thì chắc có thể là chạy xuống được, nhưng mà lên thì chắc rất là khó bạn. Đây xung quanh là biển mây. Rồi mới ăn mấy sâu thịt không mà đi sốc hồng quá. Đó ngoài kia là cái điểm cuối của sống lưng khủng long các bạn. Chỗ nào thấy cũng đẹp hết. Hôm nay là một cái chuyến đi rất là thành công so với những cái năm trước. Mình có up những cái tấm hình chụp ở Tà Xùa sống lưng khủng long. Bạn nào mà muốn xin hình thì liên hệ với mình Zalo 033 250 8102.
sau khi mà đi xuống dưới chơi rồi bạn, thì trên này gà đã chín có xôi nữa nè, xôi đậu mà. Bị ăn thôi, ăn đi, ăn đi, đi sực đi, sực đi. Con gà này đó ăn tới 4 người má tay rung quá, nó chở rung quá tay rung mà giờ bên một bên giật mà giờ sáng chưa ăn á, rung tay đúng rồi, sáng chưa ăn rung tay á, chưa ăn á. Chở ớn quá, ngồi ngoài nó ấy mà khói quá, ngồi đi mát sợ té ghê. Mà nghĩ mình đang mặc giáp nên là chắc không sao đâu, nhưng mà trên tinh thần chuẩn bị là rớt xuống đèo là mình phải bám cây cỏ liền. Không giòn quá. Một rồi ấn rồi. Ấn này dư có thời gian cầm kìm nước. Đấy là cái hang á, hang mà nó cháy á, chứ không phải là dạng như hang giấy á, cháy là xong tàn á, nó không có cái độ nóng của hang á. Là thật ra nó không có khô mà nó chỉ áp vàng thôi. Con ghi là ghi bình mãn không sống nữa. Bà nói nó làm kiểu nay mấy bữa nay nướng nhiều quá rồi nháo luôn. Ừ, bà nói mấy bữa nay mệt quá trời. Nhưng là xoay nhiếp cẩm không biết nó ngon bằng xoay rồi không? Ừ, xoay được. Giờ rồi nấu xoay trắng cho ngon á. Nhiếp cẩm hả? Ừ, nhiếp cẩm. Nè, nhiếp cẩm nè. Mua hủ dâu nó ăn. Dâu với lại cốc dừa với lại nồi hỏi đó. Sẽ đặt nữa. Thì nó mới ra được. Thấy không? Ghê không? Giờ nếu mà hàng mới đó thì giờ mua hủ và ua ăn chứ cái nếp này nữa là ra rồi. Rồi hỏi phải không? Không có gian thêm hộp sữa nào. Sữa đặc rồi, gần quá. Ở cổ mắt nó bán ngon lắm. Cái lần nó tự nhiên mấy giây không có mà thương quá, thật gạt à. Giờ ua nó cẩm rồi, hồn đó, nó mắt bán lắm. Quay. Khán giả kêu rồi. Thấy đi xe mà thấy ăn uống hết trơn. Rồi mẹ quay, ăn gà cho khán giả thấy. Cho thầy má tay rung nè. Đói quá rung lắm, tại vì thôi, thấy rồng, rồng quá tay à. Tay là mới quay. Mở trời chạy xuống đường dốc thấy ớn sao dẻo không? Cái đó mà mùa nắng á mà mình phải biết địa hình trước, xong cái đóng xe này xuống luôn. Về đó, bọc về 50.000 không muốn được đúng không? 50 triệu 50 đúng không? 50 hả? Đây dưới 50 chả 50 mình chở lên không có làm sao lớn không được. Rồi xe mới có cái trợ lực cho lái chạy được. Chồng hai tay chồng xé xôi cho giả miếng bóc được hết bẻ hết con cục hay sao? Ít thôi, cục bự quá. Dặn trợ lực lên khoảng 50%, xong rồi cái là chạy xuống bình thường cái gì hết, mà phải chạy luôn nè, chứ không có ngừng. Nói nó chạy đóng ngừng đâu, nó chỉ cần những phát đóng được là xe trước mà nè, xe đi ngược chiều xuống là nó tự nó nhảy hướng khác đi liền luôn, chứ nó không ngừng lại. Nếu mà ngừng lại là tụt. Đường
66 ổ gà hơi nhiều này, thì mình có canh chỉnh cái phần phục trước các bạn. Thì lúc đầu á mình canh theo cái kiểu là chở đồ nặng á, đi ngoài đường trường vô đây mình không chưa có canh lại. Thì theo như cái hướng dẫn sử dụng của xe á, thì nó chỉ có vài cái nấc chính mà người ta ghi sẵn cho mình thôi. Thì trong cái quá trình mà chạy á, thì mình có canh chỉnh thêm theo cái theo cái ý của người điều khiển đó bạn. Tức là mình chỉnh làm sao mà mình chạy cảm thấy là nó ok thì thôi đó. Đấy, nãy mình dặn mình chỉnh hai bên thì bây giờ đi nó lướt rất là ok. Có những cái đoạn mà nó gờ hơi hơi nhiều quá. Đó, ví dụ như là gờ hơi nhiều vậy thì nó nhúng ok, nó không có bị hốm giống như hồi lúc đầu. Nhưng mà nếu như mà để cái option này mà đi ra ngoài đường bình thường mà chạy á, thì cái xe nó lúc mà qua cua á, cái đầu nó sẽ không có đầm. Còn đi vô trong đường xấu này chỉnh á, giống như là rước sóng vậy đó. Từng cơn sóng mà nó đánh á, mà cái tàu á, nó chạy nó phá sóng á. Rất là êm các bạn. Bởi cái chiếc xe này là cái dòng rally road, tức là đi những cái địa hình xấu á. Nó không có phục điện giống như cái bản GTR. Nhằm cái mục đích á, là cho người điều khiển xe chỉnh theo cái mức độ mà trong quá trình người ta chạy, người ta cảm thấy như thế nào là tốt thì người ta sẽ chỉnh theo như vậy, dựa trên những cái bản chỉ dẫn ở trong cái sách hướng dẫn sử dụng. Rất là hay các bạn. Phía trước chúng ta đang quan sát thấy gồm có 5-4 tay đua đội chở heo đang chạy trước đội chai ồn. Ở đây chúng ta thấy có 3 tay đua của đội Honda và 1 tay đua của đội Yamaha đang tranh cúp. Chỉ có duy nhất 1 tay đua của đội Triumph đang chạy sát sau đội Yamaha, Yamaha. Và anh ấy đã vượt qua đội chở heo. Và anh ấy đã vượt qua được cái một chiếc Honda nữa rồi. Chúng ta đang thấy một chiếc Honda phía trước. Vậy là đội Triumph có thể có nguy cơ giành cúp rất cao bằng một cú bo cua gieo của mấy đứa theo được đội Honda. Nếu má đội Honda đây không cua quá thế. Đội Honda mấy chút cái chót rồi. Ây da, má nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Chúng ta vừa có những cái màn trình diễn rất là đặc sắc. Cung đường đua Tả Sùa. Thank you.
À, cuối cùng thì mình cũng đã về được tới khách sạn. À, hôm nay là ngày thứ tư của hành trình các bạn. Thì mình nghỉ ở thị trấn Bắc Yên một bữa, mới vừa đi Tà Xù về. Bây giờ tầm khoảng 2 giờ 3 mấy phút thôi. Thì từ ở thị trấn Mai Châu mình đi lên trên Bắc Yên Tà Xù thì nó tầm khoảng 160-170 cây các bạn. Rồi đi thêm 25 cây, lượt đi và lượt về là 50 cây. Thì ngày hôm nay mình chạy chắc cũng ngoài 200 chút xíu. Bây giờ thì mình đã về khách sạn rồi. Và hôm nay là một cái bữa để mình nghỉ ngơi lại ở Bắc Yên. Ngày mai sẽ tiếp tục xuất phát các bạn. Nói chung thì hành trình của mình đó, sắp xếp cái lịch trình nó đã rất là logic rồi đó. Cho nên là mình đi nó đúng cái tiến độ thì cái lịch trình nó sẽ ok và thuận lợi hơn. Còn nếu như mà mình đi sai cái kế hoạch đó, thì nó sẽ rất là rối. Tại vì hành trình nó nhiều ngày và mọi người cũng sắp xếp cái thời gian đi cũng như là về á, để cho nó thuận tiện công việc nữa. Thì hôm nay ở lại cái hotel ở đây là đâu của mình ta? Sa Mai hả? Cái hotel Sa Mai thì mấy lần trước đó mình tới không biết là có đổi chủ hay không. Nhưng mà đợt này mình tới mình ở thì thấy không có được tốt lắm. Như cái đoạn hình lúc nãy các bạn cũng có nghe, mình cũng vô tình quay dính thôi. Thì tính là mượn một cái vòi nước ở ngoài sân á, mình vệ sinh di sơn cho nó sạch thôi. Nhưng mà cái thái độ của cái chủ khách sạn bây giờ bữa nay nó rất là lòi lõm. Thật sự là nếu như mà mình đi một mình á, thì mình trả tiền phòng rồi cuốn ba lô đi luôn, chứ mình không ở đây. Thật sự vậy. Thì đây cũng là lần đầu tiên cũng như là duy nhất mình ghé và mình sẽ không bao giờ ghé lại chỗ này một lần nữa. Ví dụ như mình có muốn đi Tà Xùa chơi thì mình sẽ chạy hẳn lên trên Tà Xùa, mình mướn hôm tay trên trển luôn đó. Tại vì sao mình khó chịu? Cái đầu tiên á, khi mà mình mới vào đây mình mướn thì thái độ rất là niềm nở. Nhưng mà sau khi mình mướn rồi mình đi về đó thì thái độ quá kém. Thật sự là vậy, mình đánh giá kém. Như ngày hôm qua mình ở Mai Châu, mình tới lúc đó là buổi tối, xe rất là dơ. Thì cái chị chủ với lại cái anh chủ ở khách sạn Mai Châu á, thấy mình đem máy ra rửa thì còn nói là chắc là rửa để tiết kiệm nước. Mấy anh chị mới kêu là cứ rửa thoải mái đi em, nước không có thiếu. Rửa trước cửa khách sạn luôn á các bạn, trước cái mặt tiền của ta luôn, đất cát ra quá trời. Thì sau khi mà rửa rồi đó thì mình có vệ sinh nền cho người ta sạch sẽ đàng hoàng. Mặc dù người ta không yêu cầu nhưng mà cái đó là mình lịch sự. Rõ ràng các bạn thấy là một miếng nước thì nó cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng mà thật sự mình thấy rất là khó chịu vì cái thái độ của cái chỗ mà mình đang ở đây, khách sạn Sa Mai. Địa chỉ đâu ta? Để mình coi cái địa chỉ cái coi. Mình đi mình review những cái chỗ nào mà ok tốt thì mình sẽ khen, còn chỗ nào mà mình thấy không được tốt thì mình cũng chia sẻ để cho anh em sau này mình biết, thì mình đi mình có cái kinh nghiệm. Ở đây là quốc lộ 37 thị trấn Bắc Yên, Sơn La. Đây các bạn, địa chỉ đây. Thật sự rất là khó chịu. Trải nghiệm của ngày hôm nay thì mình đã đi khám phá được cảnh đẹp quá trời tuyệt vời. Nhưng mà phút cuối ở lại cái khách sạn này thì cảm giác nó chưa được thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo, hành trình tiếp theo. Hy vọng là mình sẽ ở được một cái khách sạn có những người chủ thật sự tốt.